Ôi chết rồi, no. Trời ơi, cái lùm á. Trời ơi, no. Gác cổng kim cương bà. Cái hôm nay vừa lên kim cương 2 tụt xuống đấy chứ. Mày ăn nó tụt lên lên xuống xuống lúc đầu ấy. Không lấy cung đâu, để chơi thử Lulu xem Lulu linh vật trong truyền thuyết. Ồ ồ. Bị đen à? Khách kém linh vật chữa rồi em. Lulu ấy, Lulu đòi khỏe lắm các bạn, gặp tao bị đấm rồi đây này. Lỡ thế. Giữ win chick bằng rất là. Ồ ôi. Yeah boy. Ồ. Cái mẹ gì vậy? Game cứ hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, trời ơi. Ôi, cứ 3 sao thì hút tôi chứ cũng không biết làm nào. Ôi, nó chọn mình thật đấy mọi người. Roll nhá. Bắt đầu đã roll rồi. Đó chết kìa. Rồi sao giờ? Ồ. Á đù. Poppy cầm dấp lửa. Lôi đi nào cho em đi tìm. Ok, thử cái gì nhỉ, cho điện. Sao đi ạ? La hay cây sa cầm ngon hơn nhỉ? 6, 7, 8, 9. 10. Có win được không? Sao không win được đâu. Thích rồi. Yêu rồi, mỗi tội là em không nói. Thua. Rất muốn anh là của riêng mình nhưng mà em lại sợ không đổi. Ảo đấy nhờ. Cho dù tim anh không đổi thì em vẫn thương người ta hơn. Mặc kệ cho khỏe mất ướt. Son môi cái giờ đã sờn. Trái tim anh hỏng lâu rồi. Dù có vỡ nữa cũng không sao. Điện thoại lăn lóc trên bàn bỗng hiện lên vài dòng thông báo. Vẫn như mọi ngày thôi. Em rủ mình đi cà phê. Lòng anh chợt bồi hồi. Hóa ra tình yêu là thế. Đời vốn là hơi khó. Em bây giờ như hoa có chủ. Gửi lại vào đây gió. Sao không muốn gặp thằng nào vậy? Đêm nay anh hơi khó ngủ. Chắc con mình tôi là thấy thằng này rap như Infinity. Ê, cái này nó đọc là Infinity đấy, không phải Infinity đâu mọi người. Ok. Đừng thắng nhá. Thôi thật này. Hai con. Ô thắng kìa. Đúng bạn đừng. Đừng thắng. Đừng cái xác có lên cái xác kia. Ôi lên cấp cho con gì và cho con này à? Cho con gì cho vào mọi người ạ. Máu hay là kiếm súng nhá. Đã hết sự lựa chọn rồi. Tao nhanh đi nhỉ. Hai cặp thôi, chả sao. Bán Blit lấy gì ven á. Ôi, Blit đang 2 sao ngon vậy. Cứ tự dưng lấy gì ven làm gì. Blit nó tanh khỏe. Trời ơi, cái đồ ăn cháo đá bát. Trời ơi, nãy giờ nó tanh cho như thế. Sao bán nó đi. Độc ác, trời ơi, đúng là người. Này lấy yêu đương là dễ. Không có tình nghĩa gì đấy này. Đấy, cái xa. Rồi nó phải tự ra ấy mà. Các bạn lo lắng cái gì. Con gieo ê. Tại sao? Tại sao không lấy mẹ luôn từ đầu đi lại còn như thế? Tại sao hả Đạt? Tại sao lại chờ người ta ra rồi mấy húp là sao? Sao mất dậy thế hả? Đếp luôn. Ít. Gì ven tự ra luôn ở Makalada Shizuka. Có nên đổi không nhỉ? Blitz thế cũng ngon ngon mà. 3 sao chắc là cũng ok.
What the đồ gì gì đi? Ui, đi vào tôi nhá. Để giàu thêm giàu. Làm gì đấy? Mất chuỗi trong sự ngỡ ngàng ạ. Thật sự luôn, trái làm thế. Thế ta đang cháy. Đồ độc ác, đồ tàn nhẫn. Thế có thể làm thế với mình nhỉ? Mấy cái gì nhỉ? Chắc mẹ chưa kịp suy nghĩ. Từ từ được không? Eo, đã kịp suy nghĩ đâu? Tìm nghĩ ngay xem nào. Đang bỏ thạch tạm ha mọi người. Xíu nữa cho Miss Potter đi. À đủ thua nữa kìa. Chắc mẹ chúng nó bắt đầu khỏe rồi đấy. Ron kiếm 2 Miss 2 á. Tự ra luôn, đổ đồ luôn. Tự ra luôn. Bình tĩnh thôi, mình còn 50 máu các bạn ơi. Chỉ nhắc lại mình còn 50 máu và còn rất là nhiều tiền. Lời thề với mũ ha. Gì đi em ba? A đù! A đù! Cho kịp tay trời ơi. Bạn có 50 máu nhưng người ta đấm cho bạn 2 turn nữa là bạn lăn đi chết. Oh no. Giờ sao nhỉ? Đâu đi? Yeah. Bạn. À đủ. Không sao. Bây giờ phải thay đã nha. Các bạn cứ bình tĩnh nha. Mình phải từ từ bình tĩnh. Mình phải hết sức bình tĩnh lên. Mình không được kiểu. Bây giờ mình sẽ đi thu thu họ đã. Cửa con gì nhỉ? Echo House. Đây sẽ Echo House cho tạm hơn con này. Và chốt cùng đao. Thanh kiếm. Adu. Bình tĩnh được không? Đừng có vội. Adu. Con mẹ mày nữa nhanh thế. Trời ơi. Lấy lốc cho vui. Mất rồi. Nhìn ngắm như thế. Mình đã biết lốc đâu nhưng mà mình cứ để lấy vậy chơi vui vui thôi. Đấy, tự lên 2 luôn, không cần. Lốc lốc lốc, tôi rất là mình có lốc. Too late. Too late các bạn ơi, không kịp rồi. Đau đầu là sự chứ. Này thì lốc này. Này thì lốc này. Jin X cơ. Thế mày nè. Yên tâm lắm. Chủ Diego
giáp máu á, giáp máu là chốc túi cho người đấy. Ui nóng thế, tự dưng nóng quá. Giáp máu ra chốc cho fit đồ vào cua. Sao mà rén á, sợ chú. Tại vì là mít pho tơn cũng ngon rồi nên là phải anh cho nó xả đam, cho nó xả đạn. Lầy gì gì này. Roll nốt nha các bạn, mình sợ là mình không được roll nốt quá. Cứ lại chặt chỗ. Ô! Tiếp hết cả hồn. Ây tự giật hết cả mình ạ. À, mẹ tự hô tự giật mình. Cái lủ má chứ đau đầu thiệt chứ. Ây nhưng mà cái đồ cái con Kai'Sa này Sida quá nhỉ, hay là đổi đồ. Giật hết cả này. Miết ba. Ừ, giật hết cả mình. Miết ba thật các bạn, mình sẽ bán đi cống hiến cho các bạn xem Miết Fortune 3 sao nhé. Ngoài chết mẹ rồi, không ra thật rồi. Trời ơi. Đã đủ. Hay là để ăn chết đấy. Tôi khít đồ 2 kìa. Mình bán đồ cho con này được không? Tại sao bắn như anh nữa? Nhưng mà vẫn bắn được rồi, sao mình bán đi nhỉ? Bán đi để mình kiếm... Ơ! Đừng... À, tôi chết, tôi... Có một nhà nữa. Chả biết lấy cái gì. Tiếp 3. Ô! Oh, Samira 3 kìa. Má ơi, người này tiền không roll được ra thì chịu nha. Mệt quá, cay á.